Xin kính chào mọi người. Chào bác shop. Nay đi đám mới về hay vậy? Sao đây thấy mặt đẹp quá giống đi đám mới vậy? Chào cô. Xin chào cả nhà. À, dạ, hẹn về hả? Hẹn về nào hẹn? Cái gì không Tết giờ. Gì không Tết? Không Tết về không con xuống đi đâu con tiêu mà. Trọng Nhân đâu tiêu nè, không thấy nằm trước. Cuốn cái giọng giặc hay gì vậy? Trọng Nhân đâu cô? Trong phòng hả? Rồi. Gầy vô phòng sớm vậy thăm cục vàng á coi nhớ cục vàng đi nay có làm gì không sợp không hả ôi ơi tôi thua vậy nay đi đâu là về hay gì mà mặc đồ đẹp vậy ở nhà hả bữa nay chưa hết bệnh cái gì nghe còn khắp khắp sợp hả sổ mũi hả bệnh cái này chưa hết nữa chứ gì cửa đóng then gài Trọng Nhân đâu rồi Trọng Nhân ơi Trọng Nhân vô phòng rồi ơi 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 cô Giang trời ơi cuốn cái giọng mất tiêu rồi trời ơi cười kìa đó ừ đó vậy là im đó ơi cười ơi ơi trời đã quá ơi nhớ Trọng Nhân quá Trọng Nhân khỏe chưa khỏe nhiều chưa khỏe hết rồi khè chưa hết rồi ừ đó gặp là cười vậy là im á ơi ơi chỗ sao cuốn cái giỏng chi rồi giờ mới lấy ra dẹp ơi nhỏ cái tivi xuống con đi cô tắt đi mẹ không ai coi mình tắt đi nhớ chưa không con sao hả không với hả hả nhớ chưa không Trọng Nhân hả Trọng Nhân nhớ chưa ừ đó lát khung thấy cảnh này bự ừ khỏe hẹn con nói chuyện nghe con nói chuyện nghe coi chuyện nghe coi mẹ lấy con cặp cà bỏ cho đi mẹ lấy cặp cà bỏ cho đi hả ừ nói chuyện xíu đi nói chuyện xíu đi rồi hả cặp cặp lát đi sao bởi mới đi. Xuống mà tao nhớ rồi lấy xe bỏ đây đi để đi chút cho đi ừ sáu cái miếng lót có ra chứ đã nó tập đi mà để cái miếng lót thì sao đi được ở bên sợp nay cười tươi tươi chúm chím người ta mình kha cho 100.000 làm hết luôn mình kha xuống nào hỏng đó với thằng thành đó sao nhìn chú đơ chứ con thằng đó nhìn chú đơ à cái gầy gõ mặt gầy gõ lên rồi nè chúc kha anh ra hết mặt bự rồi hả có qua bu kiều hả ừ. không có đi chú hôm nay bệnh rồi không có đi đâu chứ xịu đi à bữa xuống đây hung Trọng Nhân về bệnh luôn bệnh bị sốt cả mấy ngày ngựa cái đầu Trọng Nhân hết hả ừ mới hết mấy bữa nay uống thuốc đâu hết 5 ngày cái camera không tắt đèn kìa cái gì? Ủa camera trái đèn hoài không tắt hả được. Ủa sao kỳ vậy cháy suốt hoài luôn hả cháy suốt hoài luôn ủa sao ngộ ta ai biết đâu camera vậy đó mất kêu cho nhiệm sửa có báo với bên thợ chưa báo chủ nhiệm chưa chưa chủ nhiệm đi quay rồi chắc bị lỗi gì tắt rút điện ra ra cắm lại cho nó hết không cắm đâu không cắm điện trong đâu nó nói mà nói hả ừ. Chứ không làm được chưa game hả không. Báo thợ ta xuống ta kiểm tra báo cho bảo hành không thì mình lúc mà nhà mình không có xài gì đó mình cúp cầu dao xuống cái thử coi rồi lát mình mở lên lại coi nó có cháy còn bị không hoài luôn cháy hoài luôn hả xíu cho ẩm miếng được không hả ẩm miếng được không hả cười vậy đó chứ đâu hổng xuống với xị gầu hết biết à vui vẻ con khỏe hả con hết khè chưa liệu hết khè không có khoe vàng coi ủa không có bà không ai bắt lạnh đâu không ai quạt máy cái gầy xài quạt máy hả tắt máy lạnh hả còn co khe hả bây giờ còn co khe không bớt rồi hết luôn chưa hay là bớt thôi để lát anh khám rồi lát anh đưa cái lỗ tai anh vô cái lưng đó anh biết à y gan bác sĩ vậy đó y gan bác sĩ có cái ống nghe đó tôi nghe bằng lỗ tai trực tiếp luôn hen ơi ơi cặp chân ngoài tướng hả thám mà chơi là ông thám mới chịu á chở dân thám miền tây dạ dạ bao nhiêu bất chú cái gì dũng á sao chơi độ á trả rồi dạ mà chú ta có đâu lấy đâu ờ năm mèo nó màu hả cầu á nè cầu mà không có chút
lần liễu chó gì giống á cho bếp ra trả lại hết. Mà có trả không? Có thích ca đâu có lấy đâu. Nói không mà chứ có trả không? Nói vậy là tôi tính bữa nào quẩn chở con liễu với chồng nhân đi lên nhận thắm chơi. Nhìn tôi dữ vậy. Thôi. Câu. Rồi cô khỏe luôn chưa? Cô hết ho luôn 100% chưa? Rồi bữa hổm lúc cô về là bác sĩ nói sao? Vài bữa mới lên là lấy nữa. Thằng tính cô quản đầu đi chở đi. Nằm gom. Vậy là bác sĩ nói là có hẹn ngày tái khám không? Có. Có ngày nào đâu cô, lát cô vô kiếm cuốn sổ cho con mượn đi, con coi coi bác sĩ hẹn tái khám ngày nào. Để mình lên mình tái khám lại coi sao. Không tính đâu. Nhưng mà giờ nếu mà chưa có ấy thì cô lại trọng nhân cô đừng có cũng hạn chế đừng có tiếp xúc trọng nhân nha. Có lại gần gần thì bịt khẩu trang vô. Để cô cũng bị khờ rồi cái cô cũng thương cháu rồi cũng lại gần gần cái bị khán giả chửi hoài tội nghiệp cô. Không dạ chửi dữ lắm. Thắng miền Tây có chửi luôn. Nhớ chưa con coi? Nhớ chưa con trọng nhân? Nhớ chưa không? Nhớ cái không? Nhớ không? Biết không? Trời ơi! Đó vậy đó! Cái tóc che mặt nhỏ, cười vậy đó mới đã đó! Hổng chú cũng kháp luôn, nay chú mới bớt kháp, hết kháp rồi đó. Hết kháp mấy 2-3 ngày nay gì? Cho bếp ra trả, chú ca đâu đợi không? Trả lại hết! Trả lại hết hả? Đầm màu hả? Đầm màu! Đầm màu hả? Nhỏ kia, 7 tuổi à, xe có 7 tuổi có bầu. Thắm á! Cái gì 7 tuổi có bầu? Thắm mà. Thắm mười mấy tuổi rồi mà. Cái con Sang á. Sang ngày mười mấy tuổi luôn. Chứ đâu 7 tuổi. Cái này nó chơi chứ không? Chơi. Chơi hả? Bấm chú Khải xuống đây. Hôm nay nhìn chú lơm lơm với con, nhìn dữ thần. Chết mồ còn ho. Hôm nay rồi uống thuốc ở trạm xá mấy ngày đó đó. Lấy thuốc mấy ngày đó rồi uống hết rồi sao? Giờ mới làm tiếp. Không có. Uống hết bữa đó khám lấy 4 ngày phải không? 4 ngày. Rồi uống hết 4 ngày rồi sao có đi khám nữa không? Không. Trời ơi vậy thôi đó hả? Không ơi. Uống hết 4 ngày vậy thôi luôn đó. Chị hai cái ngày có qua ngày nào cũng qua không? Có. Ơi nó còn ho mà liễu sao lại hết liễu. Vậy người. Ôi vô chị cho dứt điểm cho coi nó chuyển qua xỉn cái rồi luôn đó. Đâu còn... quật máy đâu. Còn ho đâu. Gì thì mà nói hết thật tình. Ông chủ chứ là gì? Vậy là phải nên đưa đi bác sĩ khám cái mà được Liễu ơi. Đưa đi. Bây giờ trễ quá tại anh đi từ thiện dưới ngoài đầu dàm nè. Đi trễ quá chứ phải anh xuống sáng giấc này anh chở nó đi lên bệnh viện khám luôn coi sao. Mà đi không ra đi được không? Hả? Đi không ra đi không ra đi được không con? Đi không ra được không? Còn nếu không thì đi ra cũng phải ra trạm xá khám lại chứ đâu mà hết thuốc vậy cái thôi luôn. Hả? Mai kêu chở. Thì sao hôm nay không kêu? Dắt gom suốt hả? Dắt gom nhín ra chở cháu điên buổi chứ có gì đâu nhín ra. Mai kêu chở. Để phải coi coi chị hai tối chiều nay qua chưa? Tối qua tới. Để lát chị hai qua chứ hỏi thăm chị hai tình hình coi sao. Mới còn ho hả? Không mấy lần về chú chở con đi, chú chịu con chịu không đi xe Honda con đi không? Chú không có ô tô à? Đi không Dung Nhân? Honda chịu đi không? Hả? Đi không Dung Nhân? Nếu mà đi Honda thì sáng mai chú xuống chở con đi. Đi lên tới chở anh xa quá, đi Honda không biết bổng không? Cho nhiệm đi quay đâu á. Còn hả đi trạm xá thì sát bên đây thì kêu Tuấn chở. Giấc này trễ quá chứ thôi anh chở nó đi. Giấc này ta nghỉ rồi. Nghỉ rồi. Mấy giờ không biết nữa. Giấc này mặt trời cũng lặn luôn rồi. Xíu nữa là lặn rồi đó. Nó sổ mẹ. Để đi lát anh coi. Để giải quyết vụ trọng nhân cho xong đi. Trời ơi. Chúng ta đi ăn tiệc quá đó. Cái gì? Chúng ta ăn tiệc quá đó. Ăn tiệc gì đâu? Hai ba. Cái nhà chị của cổng. Ăn tân gia nhà chị Minh Kha hả? Chú Kha xuống hồi nào tới giờ? Người không được rồi con ơi đi khám đi. Đó là thôi. Còn thuốc không? Còn. Cái gì vậy bên nhà bây giờ vậy nè, sao cả nhà hỏi gối quá bây giờ bữa hổm á khám lấy 4 ngày thuốc. Rồi sau khi uống hết 4 ngày đó có đi khám nữa hay không? Có. Có không? Có. Sao liệu nữa không? Có
con liêu qua. Điện tử hả? Ủa, khoan tức. Vậy là uống hết 4 ngày đó là có đi khám nữa phải không? Có. Trời, sao nãy em nói không? Có. Chị hai chở đi hả? Ừ. Tấn chở. Chị hai ẩm đi ai chở? Tấn chở. Trời ơi, vậy mình đã nói không thiệt tình. Chị là đi khám rồi lấy mấy ngày nữa? Lấy chạy thuốc bị thi gì đó cho nhỏ thi á riêng rồi mua thuốc ho rồi riêng nữa. Không ấy bây giờ để lát hỏi chị hai cái đi, để chút xíu anh tắt máy anh điện hỏi chị hai cái tình hình sao, hoặc là nếu chỉ có qua rồi không á không á thì bây giờ về cũng được nữa. Ừ gì con, bây giờ về cũng được nữa, chứ bây giờ nếu mà mai anh chạy xuống nữa thì mất công quá, không thì chịu không? Bây giờ anh bàn vậy nè, chịu không? Chịu. Chưa bàn chứ chịu. Bây giờ bàn vậy nè, một lát anh chở em với trọng nhân lên nhà anh ngủ tối nay, rồi sáng mai chở qua bệnh viện khám, chịu không? Thôi, sáng đi. Sáng đi anh, sáng đi anh chạy xuống nữa mà đi mai mai. Mai chạy đâu mai, mai đi nó nắng. Chú khai xuống chở nó đi xích người nữa nè. Chừng nào? Mai nè. Mai hả? Ừ. À vậy hả? Mai chú Kha chở. Ờ vậy mai chú Kha chở đi chích ngừa rồi nói với chú Kha là ghé khám cho nó luôn nha. Khám cho nó luôn. Ghé khám cho nó lại nha. Ghé bệnh viện nào đó khám cho nó lại coi sao. Chứ nếu không thì bây giờ về chở nó ngủ sáng mai qua bệnh viện khám. Thôi nói rồi. Thấy điện ông. Xin nhớ con thôi. Em chở nó đi chích. Chở nó đi chích. Vậy là có nghĩa là để hết bệnh rồi chở đi chích chứ chưa có hẹn không? Chứ ừ. Hẹn thì đâu biết ngày nào. Ông nói ông để tôi hôm liền ấm nè. Vậy hả? Rồi ông nói sao? Dở dở. Làm gì hả? Rồi ông nói sao? Ông bỏ xuống chạy cho mình chích ngừa. Đó. Mà chừng nào có hẹn ngày chính xác không? Có. Có là ngày nào? Mai em xuống gì vậy? Mai xuống hả? Ừ. Mai xuống thì không biết cái chạy chờ lâu quá. Không biết. Chào, à, vậy là mai chú Kha chở đi chích ngừa ra nói chú Kha luôn nha, khám cho chồng nhân cái nha. Chân thôi anh chở anh ngủ đêm ở nhà chú với vợ chú cưng bữa ấy, vợ chú thèm không chồng nhân không được, chở anh hung bữa xong sáng đi khám bệnh luôn ha. Ổng mà bữa hổng có xuống mà đưa chồng nhân một cô phòng sữa gì nè. Dạ. Sao thành Cà Na đi luôn à? Cà Na hả? Thành đi. Xuất nhận là hiểu cho tao đi. Ê, bây giờ mình bye bye con bà cô bác đi. Ăn chú coi cái sổ của bà ngoại cái coi. Bye bye nè con. Bye bye. Trong dân bữa nay cũng đỡ hơn rất là nhiều rồi, cười nở rồi nhưng mà nó đỡ rồi. Để lát còn ho nè, để lát hỏi chị hai coi sao về tình hình sẽ sắp xếp tiếp nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến trọng nhân. Cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào, kính chào, chúc sức khỏe tất cả mọi người.